một đoàn làm phim nhỏ đi vào rừng để quay chương trình truyền hình cáp của họ. Một khi những cơn mưa lớn kéo đến, đoàn làm phim chạy đến trú ẩn và phát hiện ra một ngôi nhà trông khác thường đang chờ họ. Chủ sở hữu duy nhất trong nhà là một phụ nữ lạ. Tại một hồ nước hẻo lánh nơi một số người đã biến mất một cách bí ẩn, một đoàn làm phim ghi lại một chương trình thực tế có tên Cuộc phiêu lưu của váy ngắn.